Bài hát Tình Ca là một trong những cái bài yêu thích nhất của mình từ bé đến giờ. Và nó cũng là nằm trong cái tiềm thức của mình để giúp mình vượt qua tất cả mọi thứ để có được ngày như ngày hôm nay. Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta, tạt tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra, rung trong không gian mặt biển xuôi ầm vang, qua núi biếc chập trùng xa xa, qua bóng mây che mờ quê ta, tiếng ca đời đời chung thủy thiết tha. Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa, đã biến tình đôi ta thành những ánh sao tỏa sáng, vượt qua bao nhiêu đêm tối tìm hương hoa. Bên nước Cửu Long còn đó em ơi, bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời, là còn duyên tình ta với bao tiếng ca không thể xóa nhòa. Tiếng ca của lòng người yêu phương xa, em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta. Chim bay răng răng ngoài nắng xuân đẹp thay, tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây. Em hãy nở nụ cười tươi xinh như cánh hoa xuân chào riêng anh, nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh. Ta hát chung tiếng ca vang dội tự nhiên phương xa, xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu, đập tan ngay bao đau khổ và chia ly, giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời, làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người. Bài hát tình ca lại là một cái chủ đề để cho mình muốn chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay về tình yêu, cuộc sống, về gia đình, về đôi lứa. Sáng nay khi đi chợ thì mình vừa thoát khỏi một cái tai nạn giao thông. Đó là khi là mình rẽ vào cái chỗ đỗ xe đạp ấy để mình đi lấy cái xe để ẩn vào chỗ đi mua đồ, thì có một cái xe ô tô của đôi vợ chồng này đi du lịch ở chỗ mình. Ông chồng chắc là thương vợ, không muốn vợ xuống xe rồi đi, cho nên là đánh tạt vào để vợ xuống ngay trước cửa hàng, thì lại khi mà bà vợ mở ra thì cũng vội vàng và đâm tạch vào cái xe của mình. Thế là mình đang đi
Đến đấy thì là bị ngã ngã xuống và cái xe của mình thì cái bánh trước nó bị méo đi. Đầu gối thì bị trầy xước và cái tay này thì nó bị đau bởi vì mình bị chống xuống. Thế nhưng mà giả sử như là cách đây những năm trước ấy, thì mình sẽ òa lên ăn vạ. Nhưng lần này mình khóc một chút xíu, mình rơi nước mắt bởi vì mình thấy đau. Đấy là phản xạ tự nhiên. Thế nhưng mà khi mà thấy anh chồng và mắng cái cô vợ kia thì mình phải nín lại, mình không dám ho he nữa bởi vì mình sợ rằng ông chồng ông ấy lại mắng cái cô vợ kia nhiều hơn. Thế thôi thì mình bảo là không sao đâu, tôi chẳng có cái gì cả, không, tôi không bị đau gì đâu, chỉ có mỗi cái xe hàn này hỏng thôi. Thế là ông ấy bảo vợ lấy giấy bút ra để ghi lại cái biên bản của cái tai nạn này. Thế nhưng mà lúc ấy thì mình đi chợ, mình cũng cố tình mình cũng không mang gì đi nhiều, mang mỗi cái ví đi thôi, cũng chẳng mang điện thoại, cũng chẳng mang giấy bút trong cái túi gì cả. Thế là lúc lúc mình cần cái gì thì lại không có. Thế là ông ấy sai, ông bảo vợ vào trong cửa hàng để mượn bút mượn giấy, nhưng mà cuối cùng vợ ra chỉ có mỗi cái bút thôi. Thế mình bảo là đi ra chỗ mà sửa xe cho mình, và hai vợ chồng ông ấy dắt mình ra cái chỗ sửa xe, và cái tiền sửa xe hết bao nhiêu thì ông ấy sửa. Thế thì mình cũng thấy lạ lùng là cái Ho'oponopono này, khi mà cái sự việc diễn ra ấy, thì mình cũng có dùng Ho'oponopono để mình nói ở trong tâm. Mình cầu mong cái sự hòa bình, sự yên ổn, sự thanh bình đến với hai vợ chồng này. Bởi vì thực ra là người ta nói người ta đi du lịch, người ta đi 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 hưởng thụ tĩnh dưỡng 1-2 tuần, đi xa nhà. Thế nhưng mà ở đâu cũng vậy, con người của cái thời đại hiện nay rất là vội vàng, rất là cái gì cũng phải nhanh, cái gì cũng phải dường như là họ không có thời gian. Thành ra là không phải chỉ riêng bản thân người ta như vậy mà chính bản thân mình cũng vậy. Thế bây giờ để tìm lại cái thời gian mà cho nó bình tĩnh lại, cho nó tĩnh tâm lại, cho nó cái thời gian nó đi từ từ chậm chậm thôi, nó đừng có đẩy mình đi, thì là mình nên dùng cái Ho'oponopono vào để hóa giải những cái gì ở trong mình ra, ở trong trong bản thân mình. Nhiều khi là nó cũng thể hiện ra ngoài bằng cái cuộc tai nạn buổi sáng nay. Đấy là một cái điều để mình rút kinh nghiệm rằng phải bình tĩnh và nên ứng dụng Ho'oponopono vào tất cả mọi trường hợp. Mình cũng thấy thở phào nhẹ nhõm bởi vì khi mà mình phát ra được cái năng lượng yêu thương đó thì hai cái đôi vợ chồng này không đổ tội cho nhau nữa, chồng không mắng vợ và vợ cũng không cãi lại chồng, thì thôi mình cũng thấy đấy là điều may mắn. Và khi buổi chiều mình ra biển mình nằm để lấy lại cái năng lượng thì lại nghe thấy tiếng cô vợ gọi điện cho mình và hỏi là có cơ thể của mình có làm sao không, mọi việc đều ổn cả chứ. Thì mình cũng cảm ơn là không sao đâu, cô cứ yên tâm, cô cứ nghỉ cái chuyến du lịch này, cô cứ nghỉ cho nó thoải mái bình thường đi, không không phải suy nghĩ gì cho tôi cả. Thế mình cũng cầu chúc cho người ta là được bình yên. Và trong cái quan hệ về cái tâm tâm lý ở trong gia đình với con cái, với những cái người thân yêu của mình ấy, thì nhiều khi nó có những cái xung đột nó xảy ra, hoặc là anh chị em cũng vậy. Thì tại sao lại những cái chuyện đấy nó lại xảy ra đối với mình, và mình làm như thế nào để mình chuyển cái đấy đi, mình không gây nghiệp nữa, mình xóa những cái nghiệp cũ đi, thì mình cũng có thể dùng Ho'oponopono để mình giải phóng những cái điều đó ở trong cái phía bên trong của tâm mình. Sáng nay mình cũng làm cái phương pháp đó bởi vì là mỗi lần đi vào phòng của con, mình đã nói với nó rất nhiều lần nhưng mà nó cũng không gọn gàng, nó không xếp đặt như cái ý mình muốn, những cái điều bất như ý nó xảy ra thường xuyên ấy. Thì làm sao mọi khi thì mình
rất bực mình cáu, mình mắng, mình nói to. Và cái giọng của mình ấy thì là chúng nó không thể nghe được. Nó bảo giọng của mẹ cứ chóe chóe chóe. Thế là hôm trước bật cái băng mình hát cái bài bài tình ca cho em, cho cô gái lớn nhà mình nghe, thì nó bảo thôi mẹ ơi, bây giờ mẹ lúc nào mẹ cũng nói cái giọng như này nhé. Thì phải nói rằng nếu mà mình không sửa từ cái bản thân mình ra, từ cái chính bản thân mình, mà mình cứ quay ra mình sửa đổi người khác thì mình sẽ không bao giờ thành công cả. Đấy, cho nên là bây giờ mình phải quay lại chính mình sửa từ cái giọng nói của mình, để làm sao cái cung bậc của mình nó không chóe 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 chóe, nó không, khi mà cất lên người ta không muốn nghe nữa thì bây giờ mình lại phải sửa đổi lại. Thực ra thì những người khác người ta nghe, người ta có thể rằng người ta nói rằng là ồ, cái giọng nói của bạn hay quá, mình rất thích nghe bạn. Thế nhưng mà một khi người ta đã ghét mình rồi thì có nói gì đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ bảo là người ta không thích. Thế thì cái giọng nói này mình cũng sửa đổi, mình quay vào mình sửa đổi, và những cái để thay đổi cho cái não bộ của mình đó là về không khí, mình ra mình hít thở không khí, và mình uống nước, và cái nước là cái phần quan trọng nhất, cái máy lọc nước. Mình cũng rất là vui bởi vì là cách đây 1 năm mình cũng đã đầu tư để mua cái máy lọc nước này. Với cái máy lọc này nó có lọc ra cái nước mà nó thẩm thấu vào tế bào, để cho cái cơ thể của mình, những cái tế bào của mình nó thẩm thẩm thấu và nó thay đổi cái nguồn nước ở trong cơ thể mình. Và khi mà có cái nguồn nước lọc này ở nhà ấy, thì gia đình mình dùng rất là tốt và con cái cũng vậy thôi. Và mình cũng thấy là mình sẽ thay đổi, mình sẽ được thanh lọc rất là nhiều trong thân tâm, trong cơ thể của mình. Và cái đấy, cái thay đổi đấy thì mình cũng đã nhận ra, không phải chính bản thân mình nhận ra, và những cái người khách hàng của mình, những người bạn bè của mình cũng nhận ra cái điều đấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng đấy là do cái nước mình uống vào, bởi vì trong cơ thể của mình là 70% là nước. Thế cho nên là đấy là cũng một cái chia sẻ, để nếu có bạn nào có nhu cầu về cái nước dùng trong gia đình với cái máy lọc nước này của Đức ấy, thì mình không phải đi mua nước ở ngoài cửa hàng, đã tránh được rất nhiều những cái plastic, những cái chai nhựa rồi, mình đã tránh được rất nhiều, mình không phải khuân vác gì cả, ngay ở trong nhà rồi tưới cây tưới cối rồi ăn uống nấu dùng bằng cái nước lọc này hết, rất là tốt. Đấy là một chút chia sẻ tâm sự của mình về cái ngày hôm nay. Chúc các bạn thân tâm thật là an lạc, và luôn luôn thực hành cái phương pháp Ho'oponopono để cho chính bản thân mình được bình an ở trong nội tâm, và ngay trong gia đình mình, trong cái nơi mà mình đang sống, và sẽ gửi đến vũ trụ những cái gì tốt đẹp nhất. Chúc các bạn thật là hạnh phúc.